chào các bạn. Thì sáng hôm nay mình có việc một xíu, chở bé nhỏ đi khám bệnh ở bệnh viện Vũ Anh, thì mình mới đi cái đoạn đường đi ngang cái công viên gia đình vào buổi sáng này. Sáng nay thì trời mưa phùn lất phất. Mình đi cái hướng này là hướng từ sân bay đi ra đường Phạm Văn Đồng và chợ Thủ Đức. Thì trước mặt các bạn là ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, thì họ đang xây cầu vượt đây. Thì phía trên là đường cầu vượt. Đây, cái chiếc xe buýt màu vàng vàng này là bây giờ là có cái tuyến xe buýt từ sân bay đi đến bến xe miền Đông và bến xe An Sương. Và ngoài ra là có một cái tuyến xe buýt từ sân bay Tân Sơn Nhất đi đến trung tâm thành phố. Đấy, cái xe buýt nó màu rất là đặc trưng màu vàng. Đây mình đang đi dưới gầm cầu vượt ở ngã 6 Nguyễn Thái Sơn đây. Bây giờ là đang 7:10 buổi sáng thì bắt đầu lên xe đông lên rất là nhiều rồi. Họ đang xây thêm một nhánh nữa, quay lại cung trường ở đây. Ôi xe buýt mới khói nhiều quá. Xe buýt đa số đây là dùng của Hàn Quốc, DU hay là Hyundai. Đây bây giờ mình rẽ về hướng đường Phạm Văn Đồng. Thì trên đường Phạm Văn Đồng này thì mình chạy đường tốc độ cho xe ô tô là tối đa là 80 tới 60, xe máy thì 50. Đây là bên đường Phạm Văn Đồng, hướng này là hướng đi ra Thủ Đức nè. Thì trời nó hơi mưa xíu. Đấy, đường này là đường nội ô mà rộng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, đường Phạm Văn Đồng. Không có đường nội ô nào rộng hơn đường này đâu. Nên tuyến đường mới làm để đi thẳng từ sân bay đi ra tới chợ Thủ Đức và nối vào đường xa lộ Hà Nội. Đây là cái chỗ cắt ngang với một nửa cái đường ray xe lửa. Sáng nay trời nó mưa phùn, nó lấp nháp đường. Đèn xanh đèn đỏ. Thì trước mặt các bạn đây là ngã tư giữa đường Lê Văn Định với đường Phạm Văn Đồng. Thì nó có cái hướng là bên trái thì bạn sẽ đi chợ về chợ Gò Vấp, bên phải thì đi ra khu Bà Chiểu, còn đi thẳng thì mình đi ra hướng Thủ Đức. Rồi trời đèn đỏ thôi. Sáng nay thì bé nhỏ thức dậy hơi bị ho, hôm nay mình phải đưa bé đi khám ở bệnh viện Vũ Anh. Thì là đó là một cái bệnh viện tư nhân, có thể nói là bệnh viện khách sạn đầu tiên ở Sài Gòn. Thì bệnh viện đa khoa thôi, nói chung là khám cũng được với những mấy bệnh đơn giản, bệnh nhẹ thì được vào đó mình khám, mình biết trước như thế nào. Thì nếu có vấn đề gì thì người ta sẽ giới thiệu mình đi đến những cái bệnh viện khác hơn, nhưng mà nói chung là chất lượng và dịch vụ là tương đối tốt. tí nữa mình cũng quay luôn cho các bạn xem cái khuôn viên bệnh viện nó như thế nào. Đây bạn thấy không, sáng mưa xong rồi sương mù thì đường cũng trơn trợn, cũng tối. Đây trước mặt các bạn thì lại là một cái giao lộ giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Phan Văn Trị. Thì sáng thì đường này thì mọi người đi cũng rất là đông và rất là tiện. Từ khi có con đường này thì đi ra các phía quận Thủ Đức là các tiện lắm. Đường rộng thoáng đãng. Giờ mình rẽ về hướng đường Phan Văn Trị. Những năm gần đây thì cái đoạn khúc này thì phát triển nhiều. Đường xá nhà nước đầu tư cũng tương đối tốt. Đây đó, bé gái mình xa xa trước mặt các bạn là siêu thị Y-mart, một siêu thị lớn của Hàn Quốc. Đây, màu vàng vàng đấy, các bạn có thể nhìn thấy đấy, trên bên phía tay phải của các bạn đấy. Thì ở siêu thị Y-mart này thì là nằm phía trong cái khu dân cư Cityland Garden Hill mà mình đã giới thiệu cho các bạn trong cái video trước rồi. Thì đây là siêu thị này rất là lớn, bán hầu hết hàng Hàn Quốc và một số ít hàng Việt Nam. Thì siêu thị này phục vụ cho khu dân cư Cityland và người dân ở khu vực xung quanh. Đây là bắt đầu đầu đường của đường Phong Trì đấy. Đó, thì hôm trước mình có giới thiệu là mặt tiền đường Phan Văn Trị thì có rất nhiều cái cửa hàng kinh doanh. Đây các bạn thấy bên tay phải đó là những cái dãy nhà, mình quay qua đây xíu cho các bạn thấy rõ hơn. Rồi đây là những dãy nhà mặt tiền của cái khu dân cư này. Thì các trung tâm tiếng Anh là và ngân hàng họ rủ nhau về đây hết. Đây chuyến xe buýt bình thường ở Việt Nam này. Đây mình thấy không? Và các trung tâm tiếng Anh này, ngân hàng bánh trung thu, các trung tâm tiếng Anh, ngân hàng họ thi nhau về đây. Rồi họ thi nhau về đây. Nếu mà quay ở trên đường không thì mình thấy quen thuộc rồi. Thì mình quay về phía trong đi cho các bạn thấy cái cửa hàng, những cái hàng quán như thế nào. Đây quay chỗ này các bạn hay hơn đây, quay thẳng trực tiếp thì nhìn thấy toàn là đuôi xe không à. Để mình quay từ chỗ này. Đây bên phải thì thấy đấy, có cửa hàng bún thịt nướng này, những cái xe đẩy, đồ ăn hàng sáng. Rồi để mình quay trên kiểu này đi, mình thay đổi xíu. Xin lỗi các bạn. Đó, thì đặc trưng cái những cửa hàng ở đây là chỉ có bề ngang nhỏ thôi, 4 mét. Đó, đây nó hơi lâu nhỉ. Thì qua cái ngã tư này thì bên tay phải lại là một cái trung tâm thương mại nữa của tập đoàn Vincom. Đây là Vincom Phan Văn Trị. Thì ở Gò Vấp này thì có hai trung tâm thương mại Vincom, một đặt tại đường Phan Văn Trị, một thì ở đường Quang Trung. Gò Vấp dân cư đông quá, đông ra là nhiều trung tâm thương mại lắm. Ngoài ra còn có siêu thị E-mart mình các bạn vừa thấy. Thứ hai là siêu thị Lotte Mart ở cũng trên đường Nguyễn Văn Lượng. Đó là 4 cái siêu thị lớn. Ngoài ra là có Aeon Mall, một siêu thị nhỏ hơn. Thì bây giờ là mình sẽ vẫn để góc máy quay này ở đây, góc máy quay này ở đây để mình quay ngang qua cho các bạn coi cái mặt tiền của trung tâm Vincom Phan Văn Trị. Thì hôm nào mình cả nhà mình đi chơi mình sẽ qua đây mình quay ở trung tâm thương mại này cho các bạn xem luôn. Đây, đây là phía mặt tiền phía ngoài của trung tâm thương mại Vincom Phan Văn Trị đây, Vincom Plaza. Bé gái ngang ngồi sau thì có vẻ là đang rất là buồn ngủ à. Đấy, mặt tiền của Vincom Plaza là như thế này. Rồi, rồi để mình quay thẳng lại nha. Mở đường cho nó dễ. Rồi, sáng đông quá thì số xe máy là chạy ngược chiều vào một làng bên phía ngược lại. Thì có ngày là tôi kẹt xe lắm. Đây bạn có nhìn nè, sáng là xe kẹt tương đối dài, chạy lên cũng nhiều lắm, kẹt xe dài lắm. Đây là giờ cao điểm nè, có xe máy là chạy ngược lên rồi đó. Rồi thì bây giờ mình sắp đến bệnh viện Vũ Anh rồi, thì vào mua đăng ký phiếu xong rồi khám cho bé. Thì hôm nào mình sẽ có những clip mới nhìn cho các bạn nhé. Bây giờ để mình rẽ qua đây xong rồi các bạn xem sơ qua rồi xong rồi xin chào các bạn ở đây luôn. Đây, đây là cổng vào của bệnh viện Vũ Anh, cơ sở vật chất của Vũ Anh. Để quay xe rồi, có bé ngồi trong này con mình. Rồi, rồi, xe kia đang quay. Rồi, rồi, ok, ok. Đây là khuôn viên của bệnh viện Vũ Anh. Nha, rồi xin chào các bạn nhé. Giờ mình đưa bé vào đi khám này.